Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng gửi đến các bạn hồi ký của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp mang tên những năm tháng không thể nào quên. Phần 17 Ở Pháp trong tháng 10, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng dân chủ, tiến bộ và bọn tư bản phản động tiếp tục diễn ra quyết liệt chung quanh việc thông qua hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư. Bản dự thảo hiến pháp này so với bản dự thảo đã bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 5 là một bước thụt lùi. Tuy nhiên, nó vẫn còn chứa đựng nhiều điểm tiến bộ nó chủ trương quyền lập pháp thuộc về quốc hội do dân chúng bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu các hội đồng cộng hòa do đại biểu của các hội đồng hàng xã hàng quận cử ra chỉ có quyền tư vấn nó bảo đảm những quyền lợi mới về xã hội và kinh tế của người dân quyền binh đẳng giữa đàn ông và đàn bà trên mọi lĩnh vực nó chống lại những cuộc chiến tranh cướp phá và sự đàn áp ở thuộc địa nó cam kết tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc phụ thuộc nếu bản dự thảo này được thông qua thì vẫn có thể nói đây là hiến pháp dân chủ tư sản tiến bộ nhất từ khi nước Pháp thành lập chế độ cộng hòa. Do đó, giai cấp tư sản Pháp tìm mọi cách chống lại việc thông qua hiến pháp. Chúng muốn kéo dài tình trạng lâm thời. Một tình hình không ổn định sẽ tạo ra tâm lý lo lắng trong quần chúng, chứng minh sự bất lực của nền dân chủ, mở đường cho chúng dựng nên một chế độ độc tài. De Gaulle lại tiếp tục lên tiếng đả kích rất mạnh bản hiến pháp mới. Ông ta cho rằng quyền của Quốc hội được quy định quá to, quyền hành chính không còn gì, những nguyên tắc tự do về khối liên hiệp pháp sẽ dẫn đến sự tan vỡ của Đế quốc Pháp. Thậm chí, ông ta còn nói, nếu bản hiến pháp được thừa nhận sẽ có nội loạn ngay. Lời đe dọa của De Gaulle đã có ảnh hưởng đến các tầng lớp trung gian trong dân chúng Pháp. Đảng Cộng sản Pháp chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng đấu tranh duy trì và bảo vệ thể chế dân chủ. Ngày 23 tháng 10 bản hiến pháp được đưa ra trưng cầu ý dân. Gần một phần ba cử tri không đi bỏ phiếu. Tuy vậy, bản hiến pháp đã được thông qua 9 triệu 50 vạn phiếu thuận trên 8 triệu 10 vạn phiếu chống. Lực lượng dân chủ đã thắng một keo chật vật. Đa số cử tri Pháp ở các thuộc địa bỏ phiếu không tán thành bản dự thảo hiến pháp. Riêng ở Đông Dương, số cử tri Pháp theo De The Gaulle chống lại hiến pháp mới rất đông cả Đông Dương chỉ có 1 một phiếu thuận đối lại với 8.313 phiếu chống. Điều này đã nói lên xu hướng chính trị phản động của những người Pháp ở thuộc địa nói chung và ở Đông Dương nói riêng. Ngày 10 tháng 11, nước Pháp mở cuộc tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội. Nhiệm kỳ của quốc hội này là 5 năm. Đảng Cộng sản Pháp lại dẫn đầu về số phiếu, giành thêm 24 ghế. Đảng xã hội mất 20 ghế. Thắng lợi của Đảng Cộng sản khá rõ rệt nhưng sự trỗi dậy của các lực lượng phản động như Cộng hòa tự do, Liên minh tả đảng hữu, giành được thêm khá nhiều phiếu. Các lực lượng chính trị của nước Pháp đã tập trung thành hai khối đối lập. Trước tình hình đó, vấn đề Đông Dương không những đã không bị lu mờ đi mà còn nổi lên thành một vấn đề quan trọng hàng đầu trong chính sách của Pháp. Các lực lượng tiến bộ chủ trương tôn trọng nguyên tắc dân chủ và tự quyết trong mối quan hệ với các nước liên kết, phải thay đổi chính sách bạo lực, đàn áp bằng chính sách hòa giải và hợp tác. Các lực lượng phản động cho rằng nếu nước Pháp muốn phục hồi sức mạnh và uy tín của mình trên trường quốc tế thì phải giữ cho được các thuộc địa. Do đó, cần áp dụng một đường lối cứng rắn để duy trì quyền thống trị của Pháp tại các lãnh thổ ở hải ngoại. Điều đáng chú ý là do bọn đại tư bản và những chính khách của chúng đang nắm giữ quyền hành ở nước Pháp, hầu như không hiểu biết gì về những sự biến đổi to lớn và sâu sắc đã diễn ra tại Đông Dương mấy năm qua chúng vẫn còn say sưa với giấc mộng vàng đế chế. Đông Dương về đất đai tuy chỉ chiếm 1 phần 16 toàn bộ diện tích thuộc địa Pháp, nhưng lại có một số dân bằng 2 phần 5 tổng số dân của tất cả các thuộc địa của Pháp. Đó là nơi hàng năm cung cấp cho bọn tư bản độc quyền trên một tỷ phố hàng tiền lời. Từ năm 1900 đến năm 1945, số tiền lãi của Ngân hàng Đông Dương đã tăng lên gấp 30 lần. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đông Dương là nơi được bọn tư bản đặc quyền đầu tư nhiều nhất, trên 52 tỷ phố hàng. Bọn tư bản tài phiệt tin tưởng một cách mù quáng là với sự giúp đó tiền bạc và vũ khí của các nước đế quốc đồng minh, chúng sẽ không gặp khó khăn gì nhiều trong việc vãn hồi lại trật tự ở Đông Dương. Thái độ của Mỹ, anh trong vấn đề Đông Dương đang có chiều hướng thuận lợi đối với Pháp. Sau khi hất cảng Pháp ra khỏi Syria và Băng, anh đã quay lại giàn hòa với Pháp, giúp đó quân Pháp trong bước đầu trở lại Đông Dương. Tại Mỹ, Rudolf đã chết. Toruman lên cầm quyền đang tìm cách vỗ về Pháp. De Gaulle đã được mời sang Washington. Chính phủ Pháp đã cử người tham gia lễ đầu hàng của Nhật Bản và sau đó là việc Mỹ cho Pháp vay tiền. Thực ra lúc này, Mỹ đang có âm mưu tìm cách nô dịch Pháp bằng kế hoạch viện trợ kinh tế MACSAN nhằm biến nước Pháp thành một căn cứ chống cộng tại châu Âu. Riêng về vấn đề Đông Dương, Mỹ đã nhòm ngó giải đất ở Đông Nam Á này từ lâu. Mỹ đã nhiều lần công kích chính sách của Pháp tại Đông Dương, khi thì đòi Pháp phải mở rộng quyền hạn cho các nước ở đây, khi thì đòi quốc tế hóa bán đảo này trong 50 năm. Các đề nghị này bị Pháp phản đối, còn Anh thì không đồng tình. Mỹ đã tính chuyện dùng tưởng để hất cẳng Pháp, nhưng tưởng bất lực. Lúc này, Mỹ muốn giúp Pháp đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương trong khi Mỹ cần có thời gian để chuẩn bị một âm mưu lâu dài. Bọn đại tư bản Pháp đã ngã theo con đường lệ thuộc vào Mỹ sau cuộc tổng tuyển cử, BIDON phải trao lại quyền cho quốc hội. Bản hiến pháp đã được thông qua giữa tháng riêng năm 1947 mới bắt đầu có hiệu lực. Trong khi chờ đợi thành lập chính phủ chính thức, quốc hội cử ra một chính phủ lâm thời để điều khiển công việc. Các đảng phái chính trị lại lao vào cuộc tranh giành trước ghế chủ tịch lâm thời sẽ diễn ra vào thường tuần tháng chạp Trung tuần tháng 11, DACGIANGLIE về Pháp bản tạm ước 14 tháng 9 được chính phủ Pháp thông qua về mặt nào đó đã giáng một đòn khá nặng vào chính sách của bọn thực dân phản động ở Đông Dương. Chính phủ Pháp đã nhắc lại sự tôn trọng đối với tinh thần và một số điều khoản của Hiệp định Sơ bộ mùng 6 tháng 3. Điều này đã làm cho bọn tay sai ở Sài Gòn một lần nữa hết sức hoang mang. Những việc diễn ra liên tiếp gần dây tại chính quốc, bản hiến pháp mới được thông qua, Đảng Cộng sản dẫn đầu số phiếu trong tổng tuyển cử đã làm cho DACGINGLIA -E và bọn phản động ở Đông Dương lo lắng. Viên cảo ủy đã bàn tính kỹ lưỡng công việc với Văn Lụy trước khi rời Sài Gòn. Trong khi chờ chính phủ mới thành lập, chính phủ BIDON tuy đã từ chức nhưng vẫn còn ở lại để giải quyết công việc hàng ngày. Viên cao ủy vẫn tìm được những chỗ dựa cũ Dacgignler đã sớm cảm thấy cái tâm trạng lo lắng trong giới cầm quyền về sự suy yếu và vai trò mờ nhạt của Pháp trên trường quốc tế. Phụ hòa với luận điệu của những thế lực phản động Pháp, viên cao ủy cố làm cho nhiều người tin rằng Việt Minh đang tìm mọi cách để tống cổ người Pháp ra khỏi Đông Dương. Chỉ có một chính sách cứng rắn mới duy trì được đế quốc Pháp. Một sự nhân nhượng đối với cộng sản ở Đông Dương với chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đe dọa cả khối liên hiệp Pháp vụ xung đột ở Hải Phòng đem lại cho DACGINGLI một cơ hội tốt. Hành động xâm lược của Văn Lụy được viên cao ủy trình bày như một bằng chứng về việc người Việt Nam đang dùng sức mạnh để đẩy người Pháp đi. Các báo chí phái hữu ở Pháp lập tức làm dùm bèn. Chúng la ó, quân đội viễn trinh Pháp một lần nữa là nạn nhân của một âm mưu Việt Minh. Cần phải có một chính sách cứng rắn thay thế cho chính sách thỏa hiệp, chính sách rút lui. Ngày 23 tháng 11, hội đồng liên bộ về đông dương vẫn ở dưới quyền điều khiển của vaen được triệu tập sau khi nghe viên cao ủy báo cáo hội đồng quyết định khi cần có thể dùng đến sức mạnh để đối phó với sự vi phạm các thỏa hiệp dacgianglier lập tức đánh điện báo tin cho văn lụy là đường lối chính trị cứng rắn ở đông dương đã được chính phủ và tất cả các đảng phái tán thành trong cuộc chiến đấu ở hải phòng chúng ta đã lấy được một bản thông chi quan trọng của địch đề ngày 10 tháng 4 năm 1946. Các viên chỉ huy quân sự của Pháp đã đề ư xê lệnh ngay sau khi tới đồn trú ở một địa phương. Phải hoạch định một kế hoạch an ninh gồm việc bảo vệ nơi đóng quân và nhất là việc di chuyển trong khắp thành phố. Kế hoạch ban đầu này phải được nhanh chóng bổ sung bằng sự nghiên cứu một loạt biện pháp để chuyển hình thức từ một kế hoạch tấn công thuần túy quân sự thành giàn cảnh một cuộc đảo chính scenario Zeku Di Tất các viên chỉ huy quân sự đã được chỉ thị phải thu thập những tài liệu về các cơ cấu tổ chức trong thành phố, điều tra, theo dõi thật chặt chẽ những người lãnh đạo của ta từ lý lịch, thói quen đến nơi ăn trốn ở, lập ra những đội biệt kích cải trang để khi có lệnh sẽ bất thần hoặc bí mật thủ tiêu các cán bộ cả tà. Bản thông chi mật này đã bộc lộ dã tâm của bọn phản động Pháp và phơi bày ra ánh sáng những hành vi đen tối của chúng từ trước đến giờ. Với việc văn lụy cho quân đánh chiếm cảng Hải Phòng, thành phố lớn thứ hai trên miền Bắc, cuộc xâm lăng của quân Pháp đã bước sang một thời kỳ mới. Những đám mây đen báo hiệu một cuộc chiến tranh rộng lớn đã hiện ra ở chân trời. Những ngày sau đó, sự việc diễn ra dồn dập, tác động tới nhau giống như một phản ứng dây chuyền. Các nhà viết sử sau này sẽ đi sâu và nghiên cứu các sự kiện, phân tích đầy đủ chủ trương và hành động của quân thù, nêu rõ đường lối sáng suốt cũng như những chỉ thị cụ thể, kịp thời của đảng ta tinh thần yêu nước cao độ và công cuộc chuẩn bị kháng chiến rộng lớn của nhân dân và quân đội ta. Tôi không có ý định làm thay công việc của người viết sử. Tôi chỉ điểm lại những diễn biến chính mà phần đông chúng ta đã biết. Trên bối cảnh đó, nói lên hoạt động của bác trong tháng chạp năm 1946, tháng cuối cùng của giai đoạn lịch sử này. Bản thông điệp Mockley trao cho ta ngày 28 tháng 11, rõ ràng mang tính chất một tối hậu thư những điều kiện quân sự mà Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn Trinh Pháp nêu lên trong đó, ta không thể nào chấp nhận. Và Mockley đã từ chối mọi cuộc giàn xếp. Đầu tháng chạp, Saint Tony tới Hà Nội. Y đến Bắc Bộ Phủ chào Hồ Chủ tịch. Từ ngày Saint Tony về Pháp, chức ủy viên Cộng hòa tại miền Bắc Đông Dương luôn nằm trong tay bọn võ quan. DACGIANGLIER không muốn dùng những người trực tiếp liên quan đến việc ký kết hiệp định mồng 6 tháng 3. Sanh Tony trở lại Đông Dương là do một quyết định của mưu tổ hồi tháng 11. Trước khi đến Hà Nội, y đã bị lưu lại ở Sài Gòn một thời gian. Hồ Chủ tịch đã nói là chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện những điều đã thảo thuận trong tạm ước 14 tháng 9. Người đòi quân đội Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn phải quy về vị trí của chúng trước ngày xảy ra xung đột. Sanh Tony hứa báo cáo gấp về nước và sẽ truyền cho ta sớm những quyết định mới của chính phủ Pháp quân pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích tại hà nội bọn lính lê dương mũ đỏ kéo đi hàng bảy trên phố tràng tiền chúng xông vào các hiệu buôn cướp hàng hóa chúng sẽ báo xé ảnh trưng bày tại nhà thông tin có lần chúng giật cả một lá cờ việt nam treo trên tường lính tuần cảnh pháp phóng mô tô bừa bãi giữa các phố đông chúng cố tình gây tai nạn và khiêu khích công an giao cảnh của ta một chiếc xe jeep đang chạy bất thần dừng lại bọn lính Pháp đội mũ nồi đen nhảy xuống, lôi tuột một người đi đường lên xe. Chúng cho xe chạy vụt vào thành. Những vụ bắt cóc đã chấm dứt sau khi quân tưởng rút khỏi miền Bắc, giờ được quân Pháp diễn lại. Có tên lính Pháp còn đứng trên nhà gác, chĩa súng xuống, bắn vào tàu điện đang chạy qua. Vòng xích xe bọc thép của Pháp ngày đêm nghiến mặt đường. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra xung đột. Ngày 7 tháng chạp, quân Pháp ở Hải Phòng tiến hành một cuộc tiến công mới để mở đường ra Đồ Sơn. Quân ta chặn đánh kịch liệt. Cuộc tiến công thất bại. Ngày 8, Pháp tăng quân trái phép vào Hải Dương. Ngày 9, Pháp đổ bộ trái phép 800 lính Lê Dương vào Đà Nẵng. Hồ Chủ tịch đã gửi công hàm phản dối cho DACGIANGLIO và chính phủ Pháp. Ngày 12, quân Pháp tấn công bộ đội ta ở Tiên Yên và Đình Lập. Tiếng súng đã lan rộng tại vùng Đông Bắc. Ngày 13, một tuần dương hạm lớn của Pháp cập bến Đà Nẵng. Ngày 14, Pháp đưa thêm 400 lính Lê Dương vào Hải Phòng. Ngày 15, hãng AFP báo tin nhiều binh lính Pháp ở Angers đang được chuyển gấp về cảng Marseille để xuống tàu sang Đông Dương. Đảng ta đã nhận thấy với chiều hướng phát triển của tình hình hiện nay, một cuộc chiến tranh rộng lớn là khó tránh trong khi vẫn hết sức tranh thủ khả năng hòa hoãn. Chúng ta đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị mọi mặt đã được tiến hành từ trước cho một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Ngày mùng 7 tháng Chạp, phóng viên báo Paris, Sài Gòn tới xin phỏng vấn Hồ Chủ tịch. Trong khi trả lời, người đã nói, đồng bào tôi và tôi muốn hòa bình, thành thật mong muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh, và tôi biết nhân dân Pháp cũng không muốn chiến tranh. Nhưng nếu người ta bắt buộc chúng tôi, thì chúng tôi phải kháng chiến. Cuộc chiến đấu sẽ tàn khốc, nhưng nhân dân Việt Nam sẵn sàng chịu đựng tất cả chứ không chịu mất tự do. Trên cả nước, từ Bắc Chí Nam, đã dấy lên một phong trào phản đối bọn phản động Pháp gây hấn tại Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Kiến An. Tổng bộ Việt Minh thay mặt 9 triệu hội viên, gửi thư ngỏ tới Hồ Chủ tịch và Chính phủ, yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và tuyên bố sẵn sàng đem xương máu để giữ gìn từng tất đất của ông cha các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, giáo viên đều ra hiệu triệu kêu gọi các hội viên hăng hái góp phần cùng toàn dân phá tan âm mưu xâm lược của quân đội Pháp. Những khẩu hiệu: toàn dân kháng chiến, trường kỳ kháng chiến, tích cực chuẩn bị kháng chiến, kháng chiến là sống, không kháng chiến là chết. Xuất hiện hàng ngày trên báo cứu quốc. Các ủy ban bảo vệ với thành phần quân, dân, chính được tổ chức ở các khu, tỉnh thành phố những ủy ban này về sau trở thành ủy ban kháng chiến. Điện văn của nhân dân từ khắp nơi tới tấp gửi về thủ đô, bày tỏ niềm tin tuyệt đối ở Hồ Chủ tịch và Chính phủ, nguyện chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Người già và trẻ em bắt đầu rời Hà Nội và những thành phố có quân pháp đóng, đề phòng kẻ địch bất thần mở cuộc tiến công. Bộ đội ta lúc này đã phát triển khá rộng lớn. Vệ quốc đoàn được củng cố, chấn trình về tổ chức, biên chế để trở thành quân đội quốc gia của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đơn vị pháo binh đầu tiên được thành lập. Từ trung tuần tháng 10, Đảng ta đã triệu tập Hội nghị quân sự toàn quốc. Hội nghị đã đánh giá tình hình quân sự trên cả nước, đề ra nhiều nghị quyết quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Hệ thống tổ chức đảng trong quân đội được kiện toàn. Từ trước, Trung ương đã lập ra quân ủy Trung ương để lãnh đạo lực lượng vũ trang đồng thời với việc thành lập các chiến khu các quân khu ủy được tổ chức nhiều đảng viên và cán bộ của đảng được điều thêm vào quân đội chế độ đội trưởng cùng chính trị viên phụ trách đơn vị được thực hiện trong toàn quân ở khu có chính trị ủy viên từ trung đoàn đến trung đội có chính trị viên hệ thống cơ quan công tác chính trị được kiện toàn từ trên xuống dưới sau đó một thời gian anh văn tiến dũng được chỉ định phụ trách công tác chính trị trong quân đội đảng ta giữ vững quyền lãnh đạo tuyệt đối các lực lượng vũ trang và thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp đối với quân đội các cấp ủy ở địa phương có trách nhiệm lãnh đạo các lực lượng vũ trang địa phương hàng ngũ dân quân du kích được củng cố số lượng quân du kích lúc này đã phát triển khá đông tới gần một triệu người công việc xây dựng làng chiến đấu được tiến hành khẩn trương bộ đội và dân quân du kích luyện tập ngày đêm ra sức nâng cao trình độ chiến đấu sẵn sàng ứng phó với tình thế nếu chiến tranh nổ ra. Chúng ta đã kịp thời rút kinh nghiệm những trận đánh ở Nam Bộ, đặc biệt là cuộc chiến đấu mới đây tại Hải Phòng. Lạng Sơn để vạch ra một kế hoạch kháng chiến chung và chỉ đạo việc chuẩn bị kháng chiến ở các địa phương. Chúng ta cũng đã đề ra một kế hoạch phá hoại đường xá, cầu cống, làm vườn không nhà trống, quyết không để cho một thức gì lọt vào tay quân địch nếu chúng mở rộng chiến tranh. Nhiều nhà máy, xưởng cơ khí của thực dân pháp trước đây được chuyển thành xưởng quân giới với tinh thần của những người chủ mới anh em công nhân cùng với những cán bộ kỹ thuật phần lớn xuất thân từ các trường kỹ nghệ thực hành của pháp hăng say lao vào việc sửa chữa các loại súng và pháo hư hỏng chúng ta cũng bắt đầu sản xuất một số vũ khí cần thiết cho bộ binh đạn lựu đạn min bom ba càng theo chỉ thị của bắc căn cứ địa việt bắc vẫn được tiếp tục củng cố nhiều nhà máy kho tàng của ta ở thành phố được đưa dần về vùng căn cứ. Bác trao nhiệm vụ cho anh sau đó trở về Việt Bắc chuẩn bị mọi mặt cho việc di chuyển các cơ quan lãnh đạo của đảng và nhà nước khi cần. Một hôm, sau cuộc họp của hội đồng chính phủ, khi mọi người đã ra về, bác hỏi tôi. Nếu địch mở rộng chiến tranh trên miền Bắc, Hà Nội có thể giữ được bao lâu? Tôi thưa với bác, có thể giữ được một tháng. Bác lại hỏi, các thành phố khác thì sao? Các thành phố khác thì ít khó khăn hơn. Còn vùng nông thôn? Vùng nông thôn nhất định ta giữ được. Người suy nghĩ dây lát rồi nói Ta lại trở về tân trào. Vấn đề chiến đấu bảo vệ thủ đô được nêu ra gấp rút từ tháng 11 khi tình hình Hải Phòng đã trở nên căng thẳng. Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy mặt trận Hà Nội do anh Nguyễn Văn Trân làm bí thư ủy viên có anh Đạo, anh Tiến. Anh Trần Quốc Hoàn được cử làm phái viên chỉ đạo và trực tiếp tham gia đảng ủy. Khu 11, tức khu Hà Nội, được thành lập. Anh Vương Thừa Vũ được chỉ định là chỉ huy trưởng, anh Trần Độ là chính trị viên. Lực lượng quân Pháp tại đây gồm các đơn vị lính Lê Dương mới từ Pháp sang đến Hà Nội sau ngày ký hiệp định mồng 6 tháng 3, và bọn lính Lê Dương ở thuộc địa bị Nhật cầm tù đã được quân đồng minh giải phóng trang bị của chúng gồm nhiều súng tự động mới của Mỹ. Địch còn có pháo nặng, xe tăng, xe bọc thép và máy bay. Phần lớn quân Pháp đóng tại khu thành. Ngoài ra, chúng còn đóng tại nhà thương đồn thủy, phủ toàn quyền cũ. Trường bưởi nay là trường Chu Văn An và sân bay Gia Lâm. Theo điều tra của ta thì chúng còn bố trí một số quân ở khách sạn M-E-T-R-O-P-O-N nay là khách sạn thống nhất. Ngôi nhà này ở ngay xế cửa Bắc Bộ Phủ, bọn lính Pháp ở đây mặc giả thường dân. Theo sự thỏa thuận giữa đôi bên, với danh nghĩa quân tiếp phòng, quân Pháp còn có những đơn vị nhỏ gác chung với bộ đội ta ở nhiều nơi sung yếu như cầu Long Biên, nhà ga, nhà máy điện, nhà máy nước, nhà băng Đông Dương. Tất cả các gia đình Pháp Kiều với tổng số khoảng 8.000 người ở những khu phố người Âu cũ và giải rác trong thành phố đều được quân đội Pháp phát súng đạn. Cách bố trí quân của Pháp không dày đặc, vòng trong vòng ngoài như quân tưởng trước đây. Nhưng nếu không đề phòng cần mật, khi trở mặt, chúng có thể bất thần đánh vào các cơ quan đầu não của ta và gây thiệt hại nặng cho bộ đội. Với sức cơ động của xe tăng, xe bọc thép, chúng có thể nhanh chóng biết các đường ra vào của thủ đô và chia cắt thành phố ra nhiều khu vực để tiêu diệt dần lực lượng đề kháng. Lực lượng ta ở Hà Nội lúc bấy giờ bao gồm các đơn vị bộ đội, các tổ chức tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, các đội bảo vệ mới thành lập ở khắp các khu phố bộ đội ta bố trí một bộ phận ở bên trong thành phố một bộ phận ở ngoài số lượng bộ đội ở trong thành phố tuy không lớn lắm nhưng là những đơn vị đã được lựa chọn trong đó có những đơn vị đã từng tham gia kháng nhật ở chiến khu làm nòng cốt các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn đều là những người đã được thử thách trong chiến đấu tuy vậy số đông các chiến sĩ là những thanh niên nhập ngũ chưa lâu bộ đội ta đóng tập trung ở bắc bộ phủ trại vệ quốc đoàn trung ương và một số trọng điểm khác. Ngoài ra còn có những đơn vị phải phân tán để bảo vệ các cơ quan nhà nước, các công xưởng và canh gác chung với quân Pháp. Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cường trang bị cho bộ đội. Tuy nhiên, trong tình hình chung, súng đạn vẫn còn thiếu thốn. Với số pháo thu được của Pháp và của Nhật, chúng ta đã tổ chức ra những đại đội pháo binh đầu tiên. Một số pháo cao xạ 75 ly được chuyển thành pháo mặt đất Trước ngày nổ súng, quân giới cung cấp cho bộ đội được 80 trái bom ba càng để phá xe tăng. Lực lượng tự vệ Chùa Ta ở Hà Nội khá mạnh, gồm tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, khoảng 8.000 rưỡi người. Anh em có mặt ở khắp nơi trong thành phố, rất thông thạo đường đi lối lại và các ngõ ngách. Với tinh thần yêu nước hết sức sôi nổi, những người thanh niên thuộc mọi tầng lớp này của thành phố, ngày đêm ra sức luyện tập, có tinh thần kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao được trang bị phần lớn bằng vũ khí do anh em tự mua sắm hoặc chế tạo. Hăng hái học hỏi, cố tìm ra những cách đánh địch có hiệu lực tốt. Từ lâu, các chiến sĩ sao vuông đã trở thành đối thủ đáng gờm của binh lính địch. Việc xây dựng các trận địa chiến đấu ở Hà Nội chủ yếu do tự vệ cùng với nhân dân đảm nhiệm. Quân và dân Hà Nội được trao nhiệm vụ nếu kẻ địch làm nổ ra chiến tranh, thì phải tiêu hao một bộ phận quan trọng quân địch, chia cắt và bao vây chúng tìm mọi cách giam chân địch trong một thời gian nhất định, tạo điều kiện cộng hòa hậu phương hoàn thành công công việc chuẩn bị và tổ chức lực lượng chuyển vào trạng thái thời chiến. Để đạt được mục đích đó, cần phải tiêu diệt từng bộ phận quân địch, lợi dụng địa hình thành phố mà chặn những bước tiến của chúng, gây tổn thất cho sinh lực của chúng, đồng thời giữ gìn và phát triển lực lượng của ta, giữ vững một số khu vực và vị trí then chốt, thực hiện cho được chủ trương phối hợp tác chiến giữa các đơn vị chiến đấu ở trong thành phố và các đơn vị từ ngoài đánh vào gây cho kẻ địch thế lúng túng vì phải đối phó cả hai mặt, do đó mà kéo dài cuộc chiến đấu giam chân kẻ địch. Hết phần 17. Mr.PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.